đường chúc mừng để dùng đường Fuji để trở thành khu vực cho người đi bộ. Ngoài ra, ông Dalai Lama ngày mai cũng sẽ tới thăm viếng Tân Java. Tuy rằng ba hôm trước đã có người cảnh cáo rằng ông Dalai ở Tân Java sẽ có nguy hiểm và cũng sẽ bị người ta hành thích. Nhưng mà ông Dalai Lama đã nhấn mạnh là không bãi bỏ cuộc thăm viếng này. Bên cảnh sát Tân Java cũng thường điện một lần nữa rằng tuy là trong lúc quốc khánh không đủ nhân viên để làm việc, nhưng họ cũng sẽ bảo vệ chặt chẽ ông Dalai Lama. Đồng thời, hình cảnh quốc tế của các phản hoạt động khủng bố cũng đã đặc biệt phái chuyên gia phản khủng bố đến Tân Java để mà hiệp trợ với cảnh sát, xếp đặt tất cả những hành động bảo an trong lúc ông Dalai Lama đến viếng thăm lần này. Sau đây tiếp tục là phần báo cáo của những tin tức khác. Xin mời quý vị đón nghe. Chuyện gì vậy? Tôi ném bánh pizza. Ở đây không ai kèm pizza. Vậy hả? Vậy thì tôi có mì cu đông đây. Ông Sadoro kêu tôi tới. Hãy chú ý đăng ký lệ. Sakalama ho xem lưu. Sự đi khám mì tuyên nada. Cô gồm nhìn xin đi khô kết khai xếp ta. Nó bụi đã là sắc xem lưu cả. Chỉ 45分 đi mì nà ni sẵn sẵn lưu. 地上に空港の外に周波数特に気をつけることは最新の情報では暗視テロが発見された我々の敵であるルイタイがシンガポールに乗り込んできたこいつは一番くせ者だすぐ殺してしまえこいつが見つけたこれが奴だえ、うん、無理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 
너무 Anh Thái à, thế nào? Có thu hoạch gì không? Chú nó chuẩn bị súng ống nhiều như vậy, chắc chắn ngày mai quyết định giết chết ông Dakalama đó. Nhưng không ngờ ông Kamakura đầu sỏ xích quân cũng ở chỗ này. Nếu biết không cho nó chạy thoát được. Cái bọn mắt nhìn này, lựa ngày Quốc Khánh đã giết chết Dakalama. Thù lao lên đến 100 triệu Mỹ Kim, làm sao bọn khủng bố này không giết chứ? Nhân dịp Quốc Khánh cả nước đang đồng hiệp. Thật là thời cơ tốt đó. Thôi, mấy hôm nay vợ tôi sinh đẻ đó, tôi tưởng Tăng Gia Ba rất là an ninh chứ. Làm cảnh sát kiếm ăn được chứ. Hai người lại xảy ra vụ như vậy thì phải tức quá đi thôi. Phải rồi, anh muốn có thằng con trai mà. Đúng, đứa thứ 8 hả? Đúng rồi, bọn chó đẻ này thiệt hại, tôi không cho được yên lòng làm người cha nè. Mẹ kiếp đó, thiệt là. Đừng dân tục nữa. Thấy à, tôi quen anh mười mấy năm rồi, anh vẫn ghét người ta dân tục hả? Bởi vì tôi là người lịch thiệp. Hình cảnh quốc tế có mấy người nấu cơm không hả? Nè. Ê, hey, thuốc này là thuốc giả đó. Chà, anh thật đầu à, anh hoàn toàn khác hẳn hồi trước đó. Hồi trước anh giống như con cọp vậy, bây giờ trở thành người gia trưởng rồi. Hồi trước một ngày anh hút 4 gói thuốc, bây giờ học người ta cai thuốc nữa, anh làm gì vậy? Không vậy sao được. Bảy đứa con gái tôi là liền dành viết một tấm giấy để ở đầu giường của tôi, nói rằng ba ơi, hút thuốc nguy hại đến sức khỏe, ba quyết tâm cai thuốc đi. Anh nói tôi làm sao? Thì làm một người cha tốt đi. Đúng rồi. Làm một người cha tốt rồi. À phải rồi, anh nói là tôi đeo kiến hay không đeo kiến, cái nào đẹp? Cũng là cái bộ mặt đó thôi. Không phải đâu, bạn gái tôi nói là nếu tôi không đeo kiến thì giống Đàm Vĩnh Luân đó. Phải, giống lắm. Đàm Vĩnh Luân cận thị hơn 1.000 đũa mà. Vậy nghĩ đi. Đúng. Mai là một ngày dài đằng đẵng. Birthday. Bữa nay em đi làm việc hay sao? Hôm nay em nghỉ phép, em muốn làm cho ngạc nhiên đó. Cái gì vậy, anh không bị vui lòng sao? Nè, em có bánh tặng cho anh á. Tặng bánh gì đó? Đón coi. Chocolate hả? Ai trên lầu vậy? Đâu có.
Không phải những lúc em không có ở đây anh dẫn con cái nào về đó phải không? Đâu phải, anh đâu có dám vậy. Đem lên tỉnh sân bay. Ê. Bộ họ là ai vậy? Họ là đồng chí của anh. Anh là Samuro sứ quân Nhật Bộ. Anh không phải luân sư Hồng Kông sao? Em không tiết lộ ra đâu, anh nên tin em đi. Em là bạn gái của anh mà, tại sao anh tin em được chứ hứng? Nè nè nè, tụi mình đi xuống dưới đi. Xin thắt dây an toàn. Xin thắt dây an toàn. Anh có sao vậy? Sao lại mưa vậy hả? Nè, anh có sao không hả? Mưa ói mặt xanh rồi nè. Đừng nói không đi máy bay mà, người ta sợ cao đó. Anh đúng thật là vô dụng mà. Ngày thường thì cứ lấy le là cái gì cũng giỏi hết. Đi thang máy cũng nói là chóng mặt, đi xe treo lại nói là tim đập mạnh. Bây giờ đá máy bay bất kính như vậy thì anh lại mưa. Tại cái cá bánh ở ngoài đóng cửa sổ đó. Người ta sợ cao mà. Ta nói không đi tăng gia mà đi mà cao thì đâu có chuyện gì đâu. Phải rồi, em không có bị anh gạt nữa đâu. Vừa mới cập bờ là đã đi cờ bạc thua sạch hết rồi mới trở lại bến tàu. Em đi Macau 20 mấy lần, nhưng đại tâm ba là cái gì cũng chưa từng thấy nữa. Nói ra bị người ta cười thúi mặt. Để anh dẫn em đi ra qua Paris cho một lần nha. Phải rồi, anh nói 2 năm rồi đó, khách sạn Paris thì anh dẫn em đi mấy lần rồi mà. Rất may là không dẫn đàn em đi theo. Nếu nó thấy đại ca nó thằng bé kim chuỗi này mới như vậy hả? À, thằng bé to rồi, Anh Bi, anh đi tăng gia ba hả? Chị Bi. Ta đi tăng gia ba thôi tiền á. Tôi tưởng là anh đi du lịch chứ chị. Cả đám anh em của mình tổ chức đoàn pháo binh để đi hiến thân vì nước đó. Tụi bè Thái qua Thái sao? Bây giờ bên Thái có nhiều bên ép lắm, cho nên rút lui đổi hướng lại rồi. Ê, anh Bi và chị Bi ở đây nè. Chào anh Bi, chị Bi đi. Chào anh Bi, chị Bi đi. Chào anh Bi. Ở ngoài trong tố lớn lắm. Anh Bi, anh khó chịu hả? Tôi đi toilet nha chị. Bye bye. Anh giỏi lắm nha. Bây giờ ai cũng biết anh là người trong giang hồ rồi. Chú em là vui phải không? Sao hỏi? Bởi vì anh cứ trách anh, đừng trách bên ngoài anh có được không hả? Đúng rồi, nhưng anh không giữ ý thì đi kiếm cặp cô khác đi. Nói chơi không được sao? Không. Giận hả? Ca bản nghe chơi đi. Không ca. Bản có lùi nước bà đó. Không nghe. Không nghe thôi đi. Chỉ thích nghe đành luôn thôi nè. Cầm dùm đi. Anh đi toilet nha, ta đi trở lại. Cứ thông thả. Sao lâu dữ vậy? Quá, tôi đau bụng. Đi cầu tiêu lại phải sách hả? Anh Bi, anh đi toilet hả? Hey, các người làm ơn. Ê, không cần đâu. Tôi qua bên kia được rồi. Làm ơn chút bỏ dùm đi. Được rồi. Thưa ông, chỗ này không vô không được đâu. Tôi chỉ đi lát thôi mà. Ê, tôi đã nói vô không được mà. Nè, tôi này còn tôi nha. Xin lỗi nha, chỗ này em không vô được đâu. Cho anh vô đi. Đấy, ông đã nói chuyện mới là người có điều đó nha. Ngồi xuống đi. Nè anh, có gì mà la lối. Xin lỗi cô gái này năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Ông hỏi đi làm gì? Không phải, để ngày 27 tháng 6. Ông biết ngày sinh tháng đẻ của tôi, lại còn muốn biết tôi bao nhiêu tuổi, ông muốn làm cái gì đây? Tôi cảm giác thấy chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Ông lẩm cẩm rồi đó. Đẻ cùng ngày, cùng tháng, cùng năm mà sao ông lại già như vậy chứ hả? Tôi lớn hơn cổ một con giáp. Nghĩa là tôi lớn hơn cổ 60 năm. Năm nay tôi đã 81 tuổi rồi. Tính theo cách tính của Trung Quốc, chúng ta có số mạng giống như nhau. Ê nè, ông nói bậy đó, đừng có tin ông nha. Tôi sẽ được may mắn hơn ông. Ồ phải, vận mạng giống nhau, phải lấy ông sao hả? Vận mạng chúng ta giống nhau, giống nàng nàng nhau. Hôm nay tôi có tai nạn, hy vọng là cô cẩn thận tất cả mọi việc. Mất rồi. Ê, con này đã, để anh chửi đã. Phát phát, cô vừa con khỉ, bộ tướng qua thủ đất hờ, để ta suy nghĩ đi. Bây giờ tôi đi điều tra đi. Ông Lý, cà phê đây. Cảm ơn. Không có gì. Chà, mỗi ngày anh uống tới 10 tách không? Ngày nào ông Đa Ca chưa rời khỏi Tân Gia Ba, tôi cũng không có được yên. Hả? Có quả đó hả? Bạn gái tặng đó. Ông Lý, cô vừa bỏ cái bắn kẹp. Nhiều viên bảo an, nhiều viên người ta giết chết. Cái máy bộ đàm cũng mất luôn. Hả? Vậy nhưng công tác bảo an mình nói ra bọn đệ đã nghe hết rồi à? Tổ thứ nhất báo cáo, chiếc máy bay SQ-52 đã đáp xuống rồi. Không được đâu, hãy đừng cho ông Đa Ca nhập cảnh.
Không được đâu, dính dấp với vấn đề chính trị quá nhiều rồi. Tôi không đủ thời gian xin ý kiến cấp trên. Phiền nhất là mấy ngày này là ngày quá khánh của chúng ta, cho nên không đủ nhân viên để điều khiển đó. Nhưng khi ông Đa Ca xuống máy bay, lỡ xảy chuyện gì tụi mình khống chế cũng không được. Theo điều tra của hình cảnh quốc tế, có 11 nhân vật chủ yếu của Sích Quân đã rời khỏi chỗ ở của chúng. Theo tôi phỏng đoán, chắc là tới Tân Gia Ba. Nên lần này không thể đoán được phải đối diện với bao nhiêu phần tử khủng bố. Thì tôi biết, kẻ thù của ông Đa Ca chịu trong 100 triệu Mỹ Kim giao dịch cho Sích Quân. Chỉ giết một mình ông Đa Ca, nên bọn Sích Quân chơi hết mình đó. Ông Lý, Đa Ca Lama nằm xuống bên bài. Nè nè anh à, con gấu trắng nó đẹp quá kìa, mua một con che mồm đi nha. Wow, cái con gấu trắng đó là đáng giá mấy trăm bạc đó. Đến một phần nào đem một mồm hay hơn mà. Ừ, xem tệ quá vậy, cứ nói đến tiền hoài. Không có tiền làm tóc em làm sao đẹp được như vậy hả? Không có tiền làm sao mà đẹp như vậy? Không có tiền làm tiền trái thuốc này nữa gì? Ờ, anh rời cái gì vậy? Anh muốn chết hả? Tránh ra. Ừ. Hay cha, còn nói giờ lát nữa kìa. Sao lòng dạ hẹp hòi vậy? Phát phát vừa con khỉ. Anh phục em rồi ha. Thưa ông Đa Ca Lama, tôi là người phụ trách an ninh cho cuộc hành trình của ông. Vì vấn đề an ninh ông không thể ra ngõ này, chúng tôi có xe ở bên cửa cho ông. Bên ngoài có rất là nhiều người chờ đương sự của tôi. Đa Ca, bây giờ ông có hai con đường. Thứ nhất là ông theo chúng tôi, thứ hai là ông lên phi cơ bay trở về. Được, tôi đi theo các ông. Mày cái đường trước đi. Anh kia có ăn cướp hả? Anh bắt rồi hả? Không có sống đâu. Mày tránh ra. Đừng mà. Đừng mà. Buông một cái tôi ra. Bỏ xuống luôn. Nếu không tự giết cổ. Nè nè nè, bỏ xuống đi. Cô đừng hả? Vợ tôi đó nha. Hả? Cậu đừng có làm ổn mà. Bỏ xuống đi. Đứng im nha. Bỏ xuống đi. Nó nghe không được. Lên lên. Bỏ ra. Lâm viện trưởng xin lập tức tới phòng cấp cứu. Lâm viện trưởng xin lập tức tới phòng cấp cứu. Lên không có. Không hả? Điều đội quân đội đến bảo vệ Lama. Hành động tử thần chưa chấm dứt đâu. Tụi nó quyết định giết Lama đó. Đi. Oh my God. Máu của họ giống như nhau. Thưa viện trưởng, máu của bệnh nhân đó đều là loại P. Con mắt của mình không có thứ máu này đâu. Hả?
mình phải lập tức đi trả bản tin coi. Tôi muốn vô thăm bà gái của tôi. Ê, bệnh viện này không cho hút thuốc đâu. Sao anh hút? Cái gì? Thuốc giả mà. Anh muốn xóa tôi hả? Cái gì? Anh bình tĩnh đi mà, tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Bạn gái anh không sao đâu. Anh kiếp chuyện với tôi đó. Thôi mà, ok. Viện trưởng. Viện trưởng, tình trạng Dakalama thế nào? Tôi sao hả? Vì bị miệng đạn găm vào phần phổi phía trái, làm cho chảy máu nhiều. Phải lấy miệng đạn đó ra. Nhưng mà tôi nhận thấy làm như vậy rất dễ dàng làm đứt bệnh máu lớn. Nhất định phải có đủ số máu mới có thể giải phẫu cho ông được. Máu tôi không thành vấn đề đâu. Nếu không thì như thế này, chúng tôi sẽ kêu binh lính tới đây để mà tự nguyện cho máu. Bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất là loại máu của Dakalama này. Làm ơn tránh ra giùm đi. Phi thường đó, thuộc về loại pi. Nếu chúng ta không kiếm được loại máu này thì không cách gì truyền máu ông ta được. Không máu của mình không có thứ máu này hay sao? Theo tôi được biết thì toàn nước Tân Giao Ba cho tới bây giờ không có quá 7 người đâu. Có thể điều tra được. Tôi đã kêu người liên lạc với bên kho máu rồi. Vấn đề thứ hai là loại máu của cô gái đó giống như loại máu của ông Lama vậy. Việc này có thể là bà gái tôi sao hả? Là sự ngẫu nhiên trong sự ngẫu nhiên. Viện trưởng à, viện trưởng. Bà gái tôi sao hả? Kho máu đã phát tới cho mình rồi. Tất cả có 5 người đều có điện thoại liên lạc được. Ok, lập tức cho 5 người này tới bệnh viện đi. Yes sir. Tôi nghĩ tụi mình đi hay hơn đó, mình chia ra 5 tổ đi. Hey, anh phải biết mà, lần này thì tụi mình không có đủ người đâu. Việc điều động quân đội đến bệnh viện tôi đã hết sức lắm rồi. Anh có biết hôm nay là trước ngày quốc khánh hay không? Ok. Lâm viện trưởng, chúng tôi còn bao nhiêu thời giờ? Nếu ông Lama và cô gái đó trì hoãn giải phẫu, chịu đựng không nổi 8 tiếng đồng hồ đâu. 11 giờ tối nay. Đúng rồi. Liên lạc Hồng Thập Tự Hồng Kông, Thái Lan, Mã Lai, coi có loại máu này không? Có bảo họ đem tới liền, mau đi. Nè, tôi chỉ biết tình hình bà gái của tôi mà thôi. Nghe tôi giải thích đi. Được, tôi nghe tôi giải thích. Ông Lý à, trong 5 người đó có một người qua Âu Châu chưa về đó. Có một người chết rồi, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Là 3 người nào? Một người tên là Trần Mộc Quê, anh ta mở một tiệm thời trang ở đại lộ Oxa. Người thứ hai là người Mã Lai tên anh Đềm, ảnh làm việc trong nhà hàng Ấn Độ. Một người nữa tên là Ba Mập, nhà ở Ngưu Sa Thủy. Được, anh dẫn 3 anh em đi kiếm anh Tru và Ba Mập đi. Yes sir. Còn anh và tàu sĩ đi kiếm Trần Mộc Quê. Tôi nói cái gì vậy? Máu của bạn gái tôi giống nhau ngoài thường đó hả? Vậy cứu ai trước đây? Tôi gọi đi cấp cứu nha. Thế đừng có nóng nảy mà. Thôi ra đi, tôi nói cho ông biết. Ông làm việc anh có bằng rồi nha. Ông mà cứu ông ngoài thường, cứu bạn gái tôi hả? Thì tôi giết chết ông ngoài thường đó luôn. Thôi biết không? Thằng thằng cha này phiền phức quá, tạm thời giam nó lại. Yes sir. Nè, làm việc không tốt đâu. Dù sao nó... Cái gì? Cái gì à? Nó cũng là một nạn nhân đó. 24 tiếng đồng hồ nữa thả nó ra như vậy sẽ có lợi cho mọi người đó. Nếu như máu chỉ cứu được một người thì tính sao đây? Lúc đó sẽ tính. Trở về làm gì đi. Nè, thằng Malay đó không cần tội nghiệp nữa đâu. Sao bữa nay anh nóng nảy vậy? Bây giờ anh sắp đẻ hả? Ừ. Còn thời giờ đi thăm chị. Nè, bắt tôi đâu vậy? Về sợ cái xác cái đâu? Về sợ cái xác hả? Tôi có tội gì là về cái xác. Đi đi, tôi cứ gái anh nha. Tôi sẽ bình tĩnh lại. Tôi thăm mày gái tôi đi. Không ai giỡn với mày đâu. Lên xe đi. Tôi đi. Tôi đi nha. Tôi xuống đây. Tôi xuống đây. Được gì đó đây. Quay đầu lại. Nào đồng xe đi. Đưa bản tài liệu đi. Kế lên. Anh không đưa tôi hả? Tôi biết được đi đâu. Anh biết bây giờ đã phạm luật Tân Gia Ba mấy điều khoản không? Anh thấy được sao? Tôi không nạn. Đã bài được rồi. Tiếp bài trước đây. Đi từ từ nha. Vậy anh phải nhớ là tối nay 8 giờ nhà hàng từng dưới khách sạn Westin đó, không có được tới trễ đâu đó ha. Bye bye. Yeah. Đây nè. Làm ơn tránh ra đi. Đi đâu gấp vậy? Vào nhà thương thì có xuất hiện làm có chuyện vậy. Bye bye. Lên 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 lên. Xe đây. Cậu, tối nay mấy giờ tan sở? Dạ 7 giờ. Bãi bỏ tất cả đi. 24 tiếng đồng hồ ở đây. Nhớ nè, về phòng đặc biệt trị liệu kinh trường Olama và báo cáo bệnh tình cho tôi biết. Này cậu à, tối nay tôi có hẹn với người ta. Là trai hay gái? Là trai đó. Vậy không có sao. Không phải đâu, là gái. Vậy thì mày càng phải trực nữa, đừng đi chơi bời gà gẫm tình cảm của người ta. Hay chết rồi, bắt tôi canh chừng ông qua thượng khỏi phải cá ngựa rồi. Tình hình của cô phòng số 2 không có sao đâu. Có vui không hả? Má mi con muốn được đứa em trai. Ồ biết rồi. Thì à, làm đúng chú Thái rồi đó phải không? Đưa lại đây, nói như vậy mà đừng có chửi nó nữa. Con có sao vậy? Không sao chứ? Không sao đâu, cứ để tụi nó chơi đi.
Ba tụi nó đã mua thứ này cho tụi nó chơi không biết cái gì hết á. Không có chơi chơi nữa. Thấy em mà sao dữ quá vậy? Được rồi, đi làm việc đi, mặc kệ em để con có nhiều kinh nghiệm rồi. Anh biết làm sao rồi. Lần này quan trọng nhất á là em đẻ một đứa con trai cho anh biết chưa? Khá lần này biết trai hay gái vậy? Anh nói nếu biết trước thì không có hay đâu, để chờ khi đẻ ra anh mới thấy thú vị đó. Còn nói nữa, đến khi em sinh ra thấy nó là con trai con gái em mới hứng chứ hả? Anh kỳ cục quá. Thật vậy mà. Chắc là con trai hay sao? Anh mong như vậy thôi. Nè, các con à, phải nghe lời má nha hả? Nè, anh Thịnh đâu? Đủ rồi chưa? Mình phải về đi. Ờ. Vậy đi làm việc đi. Ờ, con heo buồn ngủ hả? Má bầu con nha. Bye bye. Bye bye, bye đi con. Nhớ quan nha. Bye bye. Bye bye. À, dạ, chào. Ai mà rắc mắc á, bà bắt về sợ con sớt nha, biết chưa? Bye bye. Nè, Thịnh đâu? Sao bữa nay tôi thấy tướng anh có chỗ nào khác đó? Cái gì cả? Đẹp trai hả? Em có chưa đồ xem mình rút bộ đi hả? Nè, chắc là ở bên kia. Ờ, đi. Nè, Lê Ba Ba không phải ở bên đó đâu. Mày không biết đâu. Hả? Nè, mặc áo ra đi. Nè, mặc áo ra đi. Bộ mắt dịch này à? Tại sao biết mình đến đây? Tớ nhất là biết trong một quê có ở đây không? Em à. Em à, tại sao anh vừa đi toilet về trở thành như vậy chứ? Em à. Ông anh à, xin hỏi Trần Mộc Quế ở đâu vậy? Dạ, tôi là Trần Mộc Quế. Cái gì? Anh là Trần Mộc Quế? Dạ phải, tôi lấy thẻ căn cước dòng rồi. Thạch đâu? Anh Thái, anh cái gì chứ? Nhìn kỹ đi. Sao anh biết vậy? Tài liệu có nói rõ Trần Mộc Quế cao 1m50 chưa kết hôn, thằng này ít nhất 1m8. Anh thuộc lại như vậy, hay chỉ cầm thị 1.000 đô đó. Mau thông báo đội thứ hai đi, nếu không sẽ không kịp đó. Anh nhận thấu mạng lắm mà, tại sao vậy chứ? Không là chết tôi, anh hơi đâu như vậy, có chuyện rồi. Ê, thứ hai à? Cảnh sát đây. Cảnh sát à, đúng là cảnh sát kia kìa. Sao lại đây hả? Tại sao tôi để ở đây? Cái tiệm của tôi bị nổ tung kìa. Vậy chứ anh là ai? Tôi là... Anh là Trần Mộc Quế đó. Nếu tôi không dẫn anh xuống cà phê à, đâu còn mạng đứng đây nữa, thiệt là. Giữ gì mà giữ đi. Quán này, quý vị, tôi cho biết nha. Nếu anh là đàn ông lên từ Trung Quốc thì đi xuống tung đi, làm cho tôi. Được. Được, để tao cất súng với lũ như mày. Anh thiệt là ngu đó. Anh được lựa từ đàn ông từ thống anh Trung Quốc ra đó. Thái à, ông Trần à, xin lỗi ông chờ tôi một chút. Ông chờ đi một mũi trái à. Nằm xuống. À, cô đại gia. Bắn xuống đi. Bắn xuống đi. Bắn xuống đi. Bắn xuống. Mi, cô tôi ra đi. Đừng mà. Bỏ lại mang chân tôi ra đi. Cô tôi ra. Bắt người ta. Cô tôi ra đi mà. Thái à, cẩn thận nha. Nó sắp là ngồi rồi. Tôi muốn nó ra ngoài. Tránh ra đi. Anh giỏi thiệt. Sao anh đoán được cái nó bị mờ vậy? Bên ngoài 30 mấy độ, trong này mới lạnh mát như vậy, khi ra ngoài thì sẽ bị mờ rồi. Chuyện này người đeo kiến thì mới biết được. Nè, bây giờ chúng ta sao? Liên lạc với đội thứ hai. Đi đi. Anh Thái à, ở nhà hàng không ai nghe điện thoại, chắc xảy ra chuyện gì. Gọi thằng Ba Mập đi. Ờ. Alo, kiếm thằng Ba hả? Ai cũng biết nó tối ngày kiếm ăn ở Sentosa mà. Ôi,
Các người muốn gì đây? Thằng Ba Mập ở đâu rồi? Thằng Ba Mập hả? Tôi đâu có biết. Không biết hả? Không biết hả? Không biết nè, không biết. Cái thằng khốn nạn, tôi đánh nó mới được mà. Đừng im, đừng im. Ê, đừng làm mẫu nha. Đừng im nha. Đừng im. Anh có biết anh đang làm gì không? Tôi chỉ nhìn thấy tôi làm gì rồi. Anh phải cứu lại bạn gái của tôi. Anh dẫn tôi đi kiếm mầm đi. Anh có nghĩ đến hậu quả không? Đừng nói lại chạy nữa. Tôi đã học lắm. Tôi là kẻ giang hồ mà. Tôi chỉ biết là cứu lại bạn gái của tôi. Tôi không thể mất cổ. Tôi cảm thấy anh là người rất biết điều. Cho nên tôi muốn thương lượng với anh thôi. Dù cho anh kiếm được ba mập, chuyện cứu ai trước phải do bệnh viện. Khi ba mập ở trong tay của tôi, nếu họ không chịu cứu bạn gái của tôi thì cùng lắm chết chung mà thôi. Đi. Bây giờ chúng tôi đang đối phó với sức quân. Anh đi với tôi rất là nguy hiểm. Tôi đi thì không có nguy hiểm. Tôi không đi thì bạn gái tôi nguy hiểm. Anh không thấy tôi càng nguy hiểm hơn. Lên xe đi. Nói tôi biết ba mập ở đâu. Santosa. Mua đồ kỷ niệm đi, mua đồ kỷ niệm đi. Đồng hồ Rolex bất khách bán rẻ này đầy đủ các loại hết. Silver bất khách bán rẻ này. Hey, mua vô. Lễ bất khách bán rẻ nè. Nè nè nè, mua đi, mua đồ kỷ niệm đi. Nè, mua vô. Ê, đừng nghe mắt nha. Woo. Hey, mua vô. Nè, coi này nha, đừng nhắm mắt nha. Đồng hồ của Châu Nhận Phát, tóc giả của Trung Sơn Hồng nè. Hey, thấy ghê gớm lắm, cái này còn ghê gớm nữa. Quần lót của Trương Quốc Vinh nè. Còn phải. Khăn bình miệng. Cái này. Mua vô. Đồng mập, mua vô. Cái mạng có bán không? Bán đây. Này, mày mốt có trả này ca mà hả? Mày cái đầu anh không ai dám không trả tôi đâu. Dạ không phải đâu, ngày mai Châu Nhận Phát tới đây mà kêu ông trả cho. Cái thằng khốn nạn mày muốn gạt tao nữa. Lần trước Trung Sơn Hồng tới đây mà nói là bạn của mày, làm tao đặt hết mấy bàn tiền trời cả đêm. Không giống đâu. Bởi vợ Châu Nhận Phát là người thân cho ba mà. Tới đây sẽ được quan nghênh là có phải không? Chắc định không thành vấn đề đâu. Lần sau lôi cho Linh tới đi xin với anh. Các cái lỗ tại đó. Đừng nhá, tôi trả tiền đây nè. Bao nhiêu tiền hả? Lấy đi. Có phải không? Chỉ mấy trăm thôi à? Không có muốn gì nữa hả? Tao cho mày lựa chọn. Bữa nay phải cắt gì trên mình mày? Nói đi. Được, cắt móng tay nha. Mày có 10 ngón tay phải không? Phải. Chặt cụ hết đi. Đừng nhá, để tôi nghĩ có gì cắt không. Cắt cái đầu mày. Mày đưa lại nha. Thằng mập đó ở chỗ nào vậy? Chắc là ở bờ biển. Chúng tôi cũng muốn kiếm nó. Nghe phải nghe tôi chỉ huy nha, đừng làm bậy làm bạ ha. Không thì bắn chết nó liền đó. Mau kiếm cho được ba mập hay hơn. Nếu bọc bố kiếm được nó thì nguy. Tôi không biết sao con mẹ nó. Ê, anh nghe tôi có được không? Tôi không tin anh không từng nói tục đó. Tôi là người có học thức, tôi không từng chửi thề đâu. Thôi đi. Tôi không phải là dâm tạc đâu, tôi bị vô con theo dõi thôi. Cứ tôi lợi dụng cô đâu, cô đừng có la nha. Nếu cô không la tôi buông ra. Ok. Mặc quần áo vô đi. Anh ba. Hả? Anh còn nhận ra em không? Em là Chi đây nè. Em Chi. Lâu quá không gặp. Chuyện này dài dòng lắm. Bây giờ mở chỗ nào vậy? Ở đường Kim Giang. Anh cũng qua đường Kim Giang. Số 6 ở lầu 2 ở tầng 2. Em ngẫu nhiên quá. Em khỏe chứ? Khỏe. Má tình mình giỏi chứ? Được, mạnh giỏi. Có rảnh là thăm bà đi. Anh bị người ta theo đuổi hả? Một con đồ đó. Em coi họ còn ở đó không vậy hả? Singapore có nhiều người nói tên quá ha. Hi, miss. Hi. Oh, good. Do you know a fat boy confetti? Fatty. Oh, sorry. I don't know. Anh hỏi của bà tiếng Anh sao để dùng cái pháp đó lâu vậy? Tôi đã biểu anh đi học tiếng Anh rồi mà. Chờ năm sau đi. Xin lỗi nha. Không có gì. Sao rồi? Bên ngoài có hai người đã kiếm anh đó. Hả? Lâu này chết chắc rồi. Giúp anh đi nha. Giúp thế nào? Đi mặc quần áo mau lên đi. Hi. Hi, do you know Ba Mập? Không biết hả? Không biết tiếng Anh hả? Ê ông à, mấy ông muốn kiếm anh Ba Mập hả? Không phải. Tôi biết anh ở đâu rồi, mấy ông đi theo tôi nha. Đi. Con biết họ là ai vậy? Mà kệ nó, mình cứ chạy đi.
Ông quên lấy đồ nữa đi. Đừng mà. Nói đi. Người ta cứu tôi. Cứu tôi. Ê, không có gì đâu, tụi tôi giỡn cho tôi. Không có sao hả? Nó là dù con đó. Cho dây lãi cao, mở động, mở sòng bạc, đốt nhà, cưỡng hiếp trẻ em. Đi xô mấy người già xuống biển, cưỡng hiếp bà già. Điều nó làm ở bệnh xe đa cũng nó làm, thằng này cũng vậy luôn mà. Được rồi, mà nói gì? Qua. Ơ Mập hả? Hả? Tôi có chuyện muốn anh hợp tác. Ê, không làm kẻ phản bội đâu. Ê, còn lẽ tình của anh, thì lấy máu của anh thôi. Cô được không? Nè bà Mập, có gì lãnh tụ Phật giáo đang bị thương. Ông cần thứ máu rất đặc biệt, tụi tôi điều tra rồi, chỉ có máu của anh mới sang chọn được. Wow, máu tôi đáng giá vậy hả? Ơ chết rồi, ngày hôm qua tôi kết nghĩa với người ta cắt máu làm mấy chén, máu chảy đầy hết trong giờ tiền tôi rồi. Đừng dậy dầm nữa, đi đi. Wow, cảnh sát lắm nó sao? Biểu chạy thì chạy, biểu đi thì đi hả? Ê không được đâu, hòa thượng đang chờ máu của tôi đó. Ê bây giờ nói chuyện trước đi nha, có tiền này có máu, không có tiền này không có máu, có tiền thì máu chảy không được không? Ba người cùng loại máu như vậy, nhưng hai người đã bị bọn khủng bố giết chết rồi. Nếu anh bị tụi nó bắt được chắc cũng chết thôi. Bọn khủng bố hả? Sao quen thuộc vậy? Quen phim mà, về tiệm bánh khác đi. Bây giờ có đi hay không? Anh bà có gì thương lượng mà. Tôi nói cho anh biết nha, anh là cảnh sát, tôi là anh chị của Hồng Kông. Thằng bé kim chủ là tôi đây. Thế bằng gái tôi có chuyện gì hả? Hả? Qua tổng là bằng gái của anh. Nếu chẳng làm nghĩa thì đi ngay đi. Nếu còn bằng gái của tôi có chuyện gì á, lão bể đâu anh đến nhà hả? Chuyện gì từ từ thương lượng đây cả. Người mình là người trong giang hồ với nhau mà. Chị gặp nạn giống như tôi gặp nạn vậy, chị xuống qua bên kia. Chị xuống qua bên kia nha. Chờ tôi chút xíu, tôi trở lại liền nha. Anh Châu à, xin lỗi nha, tôi phải đi theo mấy ảnh rồi. Số nợ của anh tôi sẽ đánh tao á. Đừng đi đi. Cái gì? Đừng làm móng nha. Nếu nó bắt sợi tóc hả? Bắt đi rồi tôi đây. Làm đụng mấy sợi tóc rồi. Bắn nó. Đâu có đâu, tôi đâu có bắn đâu. Tôi chờ cho nó mẹ. Hay à, đừng lại nữa mà. Đừng lại nữa mà, đừng ra. Chạy mau đi. Đưa xuống cho tôi. Chạy đi. Đưa cho tôi. Nói nè. Chạy đi. Chạy mẹ nó đi. Ây da. Ây da, nhảy đi điệu. Ba 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 Lái sao đây? Lái bằng hai bàn tay. Tôi biết vậy. Nè, con đường khác đi bên tàu hay không vậy? Không có đâu, đi thẳng lên trạm đây treo đi. Tụi nó lên xe rạp rồi. Tiến hành kế hoạch thứ hai đi. Hay. Nè, chạy đâu? Mà chạy máu đi. Được không? Không được đâu. Tôi không ra bao nha. Tôi kiếm đường khác chạy ha. Không được đâu. Nói tôi biết đi, không chạy được, tôi có đường không vậy? Đừng nói gì, chạy máu đi. Tôi chạy là có đường khác vậy hả? Wow. Cao vậy hả? Chết mẹ rồi. Làm gì vậy? Không được. Không được á, không được chết đó. Tôi sợ cao lắm. Ê, lên mau. Lên lắm. Đâu cứ lại đi.
Anh bạn trẻ, không được vui à hả? Nằm hết hơi đi, coi chừng sức khỏe, nói nhiều làm cái gì? Tụi mình nói chung một phòng là có duyên phận rồi. Tôi muốn làm cho anh khuây quả thôi. Không ngờ màu da ngâm ngâm ngông lại nói tiếng mình lưu loát chứ. Tôi là tạc sĩ về ngành ngôn ngữ phương Đông. Tôi biết 11 từ tiếng Trung Quốc. Vậy tụi này à, bố là phương ngôn gì đó? Phát âm giống tiếng Triều Châu, nhưng mà tôi không hiểu nghĩa là gì. Ờ, tức là chúng người ta sức khỏe mạnh giỏi, khi nào gặp được người Triều Châu nói vậy là được rồi đó. Thế nào, quý gặp còn là ma như thường chứ? Không phải vấn đề. Này, trả lại cuốn sách này cho ông đi. Thưa ông đại ca, chúng tôi đã tìm được một người rất thích hợp để sang máu cho ông, và máu bên Mã Lai cũng chở sang đây rồi, đang ở trên đường tới sân bay đó. Cảm ơn ông. Tuy rằng tôi là tín đồ của đạo Thiên Chúa, nhưng tôi rất khâm phục cái người mà có tính phấn đấu như ông. Thank you. Ông quê quán ở đâu vậy hả? Triều Châu. Nghe nói chỗ đó tốt lắm hả? Lâu lắm tôi không có về thăm cái nhà. Tôi hy vọng cô gái này cũng được sự đãi ngộ giống như tôi vậy. Yên tâm đi, tôi đã kiếm được một bác sĩ chuyên giải phẫu vết thương này ở một bệnh viện khác. Nè, khi mà có máu sẽ lập tức giải phẫu cho ông đó. Where do you want to go? Cố gắng không được cái sao chứ hả? Ok. Đánh nữa đi. Thằng khốn nạn, mà dám đánh tao nữa hả? Tôi không quên đâu. Không quên thì đem vô khám đi. Dẫn nó đi. Yes sir. Mà kệ nó đi mà, nó nóng nảy vì bạn gái của nó đó. Ba mập. Đã biết sự nguy hiểm rồi chứ? Biết, nhưng mà anh cũng biết tôi đang cần tiền đó mà. Tiền thì tôi sẽ cho anh, nhưng số tiền do tụi tôi định. Không sao đâu, tôi cũng thích làm việc chính phủ mà. Hơn nữa có anh bảo vệ tôi. Vậy tôi nói giá nhà hả? 1 triệu mỹ kim được không? Cái gì? Người tân gia ba, vậy tính tiền tân gia ba đi. Nói theo anh bị nhược vụ bắt được cho tiền gian đi. Đi mau, đi. Tiền gian 10.000 gian 1 nha. Thế nào? Anh có lợi đó nha. Máu từ Hồng Kông và Mã Lai trở đến đây bị sức buôn làm nữa hết rồi. Bây giờ chỉ còn làm một hạt giống này thôi. 10.000 gian 1 cc nha. Lên xe, lên xe đi. Nhưng mà ở trong xe của mình đó mà. Tụi tôi đã lên xe trước rồi. Anh chậm nhất nha. Thằng khốn nạn, im đi. Nếu không không có tiền gian đưa mày đâu. Mày đi mày gì hả? Cô chung, im hỏng đi. Em hỏng đi. Wow, lửa cháy bừng bừng, súng nổ vậy mình thoát được ha. Lần này bây giờ cũng chùa đó nha. Ý, đằng sau có xe đua kìa. Nhanh lên.
hơn thì lực tệ. Ờ, phải rồi, đồ tồi tệ đấy mà. Ê, xe hẹp kìa, lên xuống. Mau đi. Thôi mà đi. Cảm ơn nha. Mày chạy đâu chứ? Ê, anh cảnh sát à, tụi nó là cảnh sát mà lần nào cũng đông hơn mình. Mày khờ thiệt, tất nhiên là mình cảnh sát rồi. Tại sao mình tới đây cũng có tụi nó vậy? Các anh có đăng quảng cáo không? Tôi từng nghi chúng mình có nội gián. Không thể nào, vụ này từ khi em Lý ra, không ai đi trước đâu. À, hàng chị Lý bạn cũng biết nữa. Ông Lý bây giờ ở đâu? Ở tổng bộ chỉ huy. Bắt đầu từ sân bay, mỗi hành động của mình, mỗi bố cục của mình đều báo cáo tổng bộ phải không? Phải. Vậy máu lấy từ Hồng Kông và Mã Lai, chỉ có tổng bộ mới biết sự sắp đặt này. Nè, anh từng nghi ông Lý à? Dù sao không biết, bắt đầu từ bây giờ đừng liên lạc với tổng bộ, tìm con đường khác về bệnh viện. Anh nói vậy đúng rồi, tại sao đánh tôi hoài vậy hả? Bộ đội 11 báo cáo đi, bộ đội 11 báo cáo đi, tình hình của bộ đội 11. Con nghe không? Con nghe không? Bộ đội 11 hả? Bộ đội 11 toàn đội đã bị chết hết rồi, có nghe rõ chưa? Là Sapporo hay Cuba đó, mắt cho tụi bay biết, người quyên máu còn ở trong tay chúng tao. Đồ thái đó hả? Anh chạy không thoát đâu, bữa nay Đạt Ca nhất định phải chết. Tôi đã bói quẻ cho Đa Ca rồi, ông không có chết đâu, chỉ có tai nạn chút đỉnh thôi. Nè Lô Thái à, anh là một con người lạc quan. Tôi hy vọng lần sau gặp lại anh á, anh không phải là một cái xác. Tôi anh nói tục giỏi nhất mà. Ê, đưa đây, đây. Mẹ mày bạc ra, fuck you. Được rồi. Nè nè, Kali Tite, cái gì Kali Tite? Tiếng Bồ Đào Nha mà, có nghĩa là bộ tướng của anh á. Tướng của tôi? Bộ tướng mắc dệt. Mày, đưa em nha. Câu này tôi nói nè, không phải nói đâu. Các anh cũng ngồi trên mình thằng này có cái súng ha. Mà lấy súng đi, cầm các anh lại đi. Nè đừng làm chuyện ngông cuồng như vậy. Không liên quan tới anh. Tao nói không lựa chọn được mà. Cầm hết lại. Tôi không muốn vậy đâu. Đâu mắc mới thì tôi đâu, đừng trách tôi nha hả. Nè. Gì? Tôi đi. Nè mày coi chừng nha. Anh coi chừng bắn thằng này đi. Mượn thẻ của anh xài nữa ha. Anh sẽ hối hận đó. Không hối hận đâu. Tôi sẽ bắt được anh. À, buông tay ra nha, có mắc mới tôi đâu. À. Không cho vào, báo cảnh sát đi. Tụi tôi là cảnh sát bị trống nè. Làm ơn các người đi, đừng có đi, đi báo cảnh sát đi mà, máu đi mà. Đi đâu vậy này hả? Mày biết đi đường nào tới bệnh viện không? Bệnh viện? Ừ, không biết đâu. Vậy thì khổ rồi, vậy đi kiếm đi. Ê, chờ chút ơi, chờ chút. Người ta bắt đĩa mà, đi chút nữa té cước đó. Người lùi nhiều bóng đá, trai này không đĩa bây giờ lại rồi đi hả? À, không phải, tôi đau bụng, tôi trộn bụng mà. Chờ chút đi. Kiếm cái gì? Kiếm cái gì nhất cho mày? À, không được đâu, sắp lòi ra rồi, sắp lòi ra rồi. Được rồi. なんだ。何がしたの?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 何
Anh rất thương bạn gái của anh hả? Mặt cái gì vậy mày? Tụi tao rất là mạo hiểm. Anh chọi với tụi cảnh sát, còn chọi với tụi cốt nữa. Có gì thì tao tức là vợ của tao. Có gì vậy tức là tao phải đảm đương chứ. Nếu không vậy đâu phải anh đàn ông. Ê, anh nghe tôi nói nha, đồ vợ không ai suy tình vậy đâu. Chạy vô trong. Vô trong vô làm dữ vậy hả? Quay. Anh Bê à, hôm nay đi cầu chú vậy hả? Giờ giải quyết cái mau đi, đừng nói gì nữa. Trong có gì ăn anh đi nha, im hồng lại với mày. Làm sao có được không hả? Hey,
Mày nín miệng lại đi. Mày nín. Anh nói chuyện cũng không cho tôi nói, anh thiệt là kỳ cục quá. Nói anh thiệt là lạ lùng ấy. Anh có thể vô trong mà. Chạy vô trong. Vô thì vô. Mau chạy ra nha. Làm gì vậy? Mày lấy một lúc của ngoài đưa đây cho tao. Hả? Hả? Đưa cho tao. Ê, quần đó. Cho thêm cái đó nha. Ừ, cảm ơn nha. Ôi à. Mau đi nha, tao rất là mau đó. Mày phải nói cái gì vậy đi? Cho tao biết mày còn ở đó. Nè, mày nói cái gì đi? Cho tao biết mày còn ở đó mà. Mày. Mày. Thằng mất dịch này. Đừng mất dịch, không có quần cũng chạy được. Quái trời. Nhiều người quá vậy. Ba Bâm, đuổi dậy nha. Ba Bâm, đừng bơi ra đi. Đừng bơi. Ba Bâm, đuổi dậy nha. À, xin lỗi. Nè, ba Bâm, đừng chạy nha. Làm gì? Cho xe chạy, mau lên. Đừng xe. Mà đuổi theo rồi chứ nhanh, cứ đi. Tạm tâm con tâm đó hả? Anh hai à, tôi đâu có biết nó đi đâu đâu. Sao cô vậy, ngồi lại biết nó đi đâu rồi mà, biết không hả? Gọi đi. Các anh kiếm kỹ rồi chưa? Chưa tới thiệt à? Đừng nói nữa. Tụi nó không tới bệnh viện. Không tới đó à? Ờ. Vậy chuyện này chỉ có 3 khả năng. Thứ nhất, anh B khống chế được cục diện, dẫn thằng Ba Mập về bệnh viện. Thứ hai, tụi xích quân bắt được 2 đứa, giết chết chúng nó rồi. Thứ ba, thằng Ba Mập khống chế được cục diện, Nó sẽ làm thế nào đây? Nè, nếu mà nó chạy thoát được hay là đã giết thằng B thì sẽ về nhà lấy đồ chạy trốn. Vậy khả năng thứ nhất không tồn tại. Nhưng nếu khả năng thứ hai xảy ra thì tụi mình cũng không làm gì được. Được mạo hiểm một lần, coi như thằng Mập chạy thoát rồi. Mình đi ngu sao thủy kiếm nó. Nè, đồng hồ Trung Quốc Vinh nè, đeo đi có thích không? Cảm ơn. Cảm ơn. Đừng khách sáo nha, bye bye. Chị nó quyên máu, mẹ nó quyên máu, kêu nó quyên máu. Quyên cái đầu của mày nè. 1, 2, 3, 4, nhảy. 1, 2, 3, 4, nhảy, nhảy. 8, 9, 10, nhảy, nhảy. Ê, còn thằng dạy chịu sửa muốn tôi té chết nữa. Đi. Cứ dậy ra nè. Anh Ba, xảy ra chuyện gì vậy? Dám lại tới đây vậy? Không, hồi nãy em lo cho anh không biết có xảy ra chuyện gì cho nên anh tới đây. Đừng nói nữa, con người muốn giết kìa. Chạy nhanh lên. Bây giờ chạy đâu? Chạy. Chạy đâu? Đóng cửa lại đi. Anh Ba, tụi mình tính sao đây? Chạy đi. Làm sao đây? Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Không được đâu, cao quá. Cầu nguyện nữa đi. Tôi không có sao đâu, chạy mau. Thử
Theo tài liệu cho biết, nó trên tầng 3. Đi lên. Chúng tôi là cảnh sát, không làm thương hại cô đâu. Thiệt hả? Xin hỏi cô là gì của ba Mập? Là gì không thiệt của ảnh. Tôi vừa lên tới đây thì thấy bác gái. Bây giờ cô yên tâm, ba Mập không trở về đây sao? Tôi không biết. Đã xảy ra vụ gì tôi cũng không biết đâu. Cô gọi điện thoại báo cảnh sát đi, chúng tôi còn nhiệm vụ. Ê đừng mà, đừng có bỏ tôi ở đây. Cái chân tôi bị người ta bắn trúng rồi. Phải à, mau đuổi theo đi, không còn thời gian nữa. Thành đâu, lúc nào ba Mập cũng có thể trở về. Ừ, anh xuống xem tình hình ở dưới lầu đi. Tôi thêm người tới. Tôi ở đây chờ một lát, bỏ lại vết thương cho cô. Ờ. Hey, vô của cậu lớn thiệt á. Ê, anh thấy con nhỏ của tôi thôi. Thảo đi của mày thì thế nào? Lớn hơn đó. Ê, chờ tiểu về đến Mập. Ê, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ê, còn gì hấp tấp vậy? Chắc là ngủ với được cô ta rồi chứ gì. Ê, sao dọn hết chỗ này vậy? Chỗ này phức tạp lắm đó. Chủ cũ đang tháo nhà chưa kiếm được chỗ khác. Vô nhà đi. Ê, có người kìa. Ông là chồng của em. Em còn đang học mà. Thầy dạy thêm cho em hả? Mami, cái trán của em nóng lắm. Ừ. Thế nào? Xin lỗi nha. Nè, chỗ này hả? Phải mà. Thiệt hả? Thiệt đó. Ôi, lầu kia. Ở lầu đó. Ở trên đó. Ở trên đó. Police đây. Ờ, cảnh sát. Police. Cảnh sát, cảnh sát. Cảnh sát, cảnh sát. Cảnh sát. Police đây. Police. Police. Cảnh sát đây. Thô. Hồi này rất là giống anh đó. Sorry. Nè, thằng nhỏ này. Ôi trời ơi, nhóm giết tao bắn mà chết đó. Chạy đi, chạy đi. Đứng kìa. Ừ, anh cũng khá quá. Sao hả? Nhóm giết ơn sao anh nằm mới vào đi à. Đại ca, có gì các em làm được rồi. Ráng chịu được đi. Anh tổ tùng dám đánh anh hả? Từ sáng cho tù. Đứng vô, đứng ra ngoài. Mày, chết mày nè. Nè, tụi bay chuẩn bị ngồi tù đi. Mày nói gì vậy? Bộ đi mà sao? Nè đại ca. Sao hả đi vậy? Hồi nãy đi với anh em tới khách sạn Bách Hoa đó, mùi vui đẹp lắm, anh đi với tôi. Mày không được, tôi ra cái Mập đây nè, tụi anh đi hết rồi. Đại ca, có phải cái thằng không mặc áo không? Mày thấy nó hả? Dạ. Nói với một con gái đi khách sạn Bách Hoa rồi. Thầy dạ, mày có chừng đó nha. Ok. Chưa có tin của ba Mập. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Một lúc nói không rõ đâu. Tháng sau cuộc kết hôn hả? Quen nhau lâu rồi hả? Lâu lắm rồi. Thật là rủi. Sắp có tin mừng thì cha chồng mẹ chồng hết người này tới người kia. Thật ra tôi cũng không biết tại sao như vậy. Ông bảo đối với tôi rất là tốt mà. Nè, để tôi đưa cô đi nhà thương, đừng để máu ra nhiều. Xin lỗi. Không có gì. Không có gì thì sao? Cô Lời Thái, người ta nói anh nhanh trí bình tĩnh, đâu có phải như vậy. Vĩnh Liệt, không có đạn được sao? Cô đóng kịch giỏi thật, không làm khủng bố đóng phim được đó. Nhưng cô đã sai hai chỗ. Thứ nhất, nếu kẻ khủng bố muốn giết cô, nhất định không bắn cái chân của cô. Nó có đủ thời gian bắn bể đầu của cô. Thứ hai, thằng ba Mập không có ba đâu. Nó là gia đình đơn thân. Tài liệu ở đây nè. Bắt cái giá luôn. Khai à, bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Nè, cô gái hồi nãy là xích quân đó. Thằng mà lên khách sạn Bách Hoa, thằng B cũng lên đó rồi. Có chuyện gì đó? Xe đi anh bạn, cầm hết tụi này cho tôi đi. Kêu xe đến bao giờ hết cả khu này biết chưa hả? Qua cánh phong tỏa ngoài đường, tụi tôi không có đủ người đâu. Tôi gọi điện thoại cho anh.
Anh Thái, anh lên trận trước, tôi đi gọi điện thoại. Nè chú kia, tôi hỏi chú thêm một lần nữa, thằng Mập với con nhỏ đó đi phòng số mấy? Bọn vô con tụi mày đừng à, vãi đám vậy hả? Anh tôi hỏi chú rồi, nể mặt chú, còn không mau trả lời. Xin đừng phá tụi nhà, phá tụi nó được rồi. Vậy nó đi. Anh ba, anh đi báo cảnh sát đi có được không? Không biết ai là cảnh sát, không biết ai là trộm cướp, nguy hiểm lắm à. Em à, cái đầu con nhỏ nóng lắm nè, dẫn nó đi khám bệnh đi. Anh ba, hay là anh trốn ở đây một lúc đi, bây giờ tôi dẫn thằng Sanh đi khám. Tôi sợ họ nhận ra đó. Mở cửa đi. Anh đi tìm chỗ trốn đi, tôi đi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi. Có nghe không đó? Cái mày vậy? Ba Mập, không có người này. Nè. Mở cửa đi. Bên này đâu có ai, kêu mở cửa đi. Sao vậy? Bên tai tao bị kẹt kìa. Mở cửa đi. Ba Mập đâu? Muốn Mập đâu? Ba Mập đâu? Cứ ra đi. Ba Mập, mở ra đi. Tụi mày không ra tao kêu ăn cướp nha. Mày đừng tưởng tao biết mày đây nha. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ba Mập, ra đi. Ăn cướp. Ra đi. Ba Mập. Ra đi nè. Nếu không muốn thằng nhỏ này chết thì ra đây. Ra đi mau. Bây giờ ta đếm 3 đi. Nếu mày còn không ra đây, ta sẽ bắn chết thằng nhỏ này. 1 2. Minh con. Má. Má. Đạp chết mày nè. Xong rồi. Đập lấy đi. Tụi bất dịch này, sao lẹo quá vậy? Tôi nghĩ tới lúc này tụi mình phải quá được thành bạn rồi đó. Nếu mà hỏi thì răng lạnh, giờ mình tương tự với nhau đi. Má ơi, má. Má đừng chết nha má. Má. Má đừng chết nha má. Anh Mập, anh có sao không? Tụi nó muốn tôi đi nhà thương, tôi nhất định đi. Tụi mình đi nha. Đi đi Minh à, đi chỗ đi. Đi. Sao có ai vậy? Bắn lung tung như vậy còn ai dám ở đây nữa? Thái. Thằng Ba Mập, mày chạy không tốt đâu. Tao mà bắt được mày á, tao giết mày cũng cháo dục. Mày chạy đi đâu? Giết thằng nhỏ này đi. Tao không ngu để có chứng tới đâu. Mày, quân tích bắn này, mày phải chết rồi. Thật đâu? Thật đâu? Bỏ súng xuống. Đừng buộc tao nổ súng giết mày nha. Thái à, mày cận thì cận gần 1000 độ, không được kính làm sao bắn trúng tao. Bỏ súng xuống đi. Tao nên biết trước mày là gian tế. Tao đã đánh giá mày là thằng thông minh mà. Hôm nay tập thấy cái miệng của mày méo cả ngày. Thật tao nghĩ không ra, thì ra điếu thuốc giả của mày không phải điếu thuốc hôm qua, là cái micro vô tuyến. Tao đoán có sai hay không? Đúng lắm, đúng lắm. Bởi vậy cho nên bọn sĩ quân đi đâu nó theo tới đó, có lúc còn nhanh hơn mình. Tại sao mày làm như vậy? Tao già rồi, còn làm cảnh sát ở Tân Gia Ba bao lâu nữa không biết. Tụi nó cho tao 10 triệu Mỹ Kim. 10 triệu đó à? Tao còn phải nuôi vợ nuôi con. Tao muốn chúng nó sống sung sướng. Đặc là mà có chết bắt mối gì đến tao.
đáng cái là bọn mất dịch nhật bổn. Nếu không tao đâu có tiết lộ thân phận. Thật đâu, mày bỏ súng xuống đi. Bỏ súng xuống thì tao coi như không xảy ra chuyện gì. Mày vẫn còn là bạn của tao. Thái à, mày đừng gạt gẫm bản thân mày. Bây giờ mày không biết tao đứng cách xa mày bao xa. Mày có dấu lý gì cái gì tao hả? Có. Vốn của tao là cái lương tâm của mày. Lương tâm đã bị 10 triệu mấy kim che mất. Lễ vật sinh nhật của bạn gái tôi gửi cho. Các anh sao rồi? Không sao. Cảm ơn anh đỡ giùm tôi một phát. Máu của tao còn thiếu, máu của mày không thiếu được. Đừng có nói nữa, mình lập tức về bệnh viện. Ừ, mày đi. Anh bạn trẻ thế nào hả? Ông sắp chết rồi, để dành hơi, đừng có nói nhiều mà. Lại thất hẹn với bạn gái nữa hả? Phải rồi, ông có thể định lại cho tôi không? Tôi không phải là bạn gái anh, làm sao tôi nói được. Tôi thiệt là không hiểu tại sao nên tân cho bà. Tôi phải đi khắp nơi trên thế gian này, nói cho người ta biết, để cho người ta sợ đau khổ quần chúng của nhân dân quê tôi. Để làm gì? Theo quan điểm về tôn giáo của chúng tôi, càng có nhiều người biết chân tướng thì càng có nhiều người phản cảm. Đối với những người thù chúng tôi, cho đến số người của chúng tôi được thật là nhiều hơn số người của kẻ địch, thì sẽ nảy nở ra một thứ nguyện tự thể gọi là nghiệp lực cộng đồng, có thể sửa đổi và có thể xúc tiến sự thất bại của kẻ địch. Nói như không à, nói cá ngựa con nào giỏi thì nhiều người mua rồi, rất là nhiều người muốn nó thắng nhưng nó bị thua. Có người hỏi tôi vấn đề này, ngựa giỏi thì có nhiều người bỏ tiền mua thiệt, nhưng chưa chắc là có người mua nhiều nhất. Có nhiều người họ mua 5 đồng 10 đồng, họ đều hy vọng nó sẽ thua. Về số người thì chỉ mua tiền, cho nên toàn thế giới mua thứ giỏi hay thường bị thua. Có nhiều người đàn ông trên thế giới này muốn cô Lâm Thanh Hà cởi truồng, nhưng mà đâu có thấy cô cởi truồng đi ngoài đường đâu. Tôi không nên thảo luận với anh về vấn đề này, nhưng về mặt lý luận thì tôi cũng có thể. Hả? Có thể nào? Cái thứ niệm lực cộng đồng này đại khái tích trữ 50 năm sẽ thành công. Cơ thiệt, chuyện đó Lâm Thanh Hà 80 tuổi rồi. Chúng tôi đang thảo luận về tánh khả năng, không phải là tánh khả quan đâu. Jerry, có chuyện gì cậu? Lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu đi. Bác sĩ Anderson tới là lập tức làm thủ thuật cho bệnh nhân. Máu đã tới rồi à? Ê, chuẩn bị trước đi, khi máu tới là lập tức giải phẫu cho họ. Dạ. ロイの表から攻める上に家表は軍隊がいます。それじゃわざと自殺するようなもんですよ。何？はい。俺たち病院に入って、やつらの注意を他の方に向けるようにするんだ。 Tắt thở rồi. Đi đâu? Kalama, xin đừng bận tâm, người quyến máu tới đây chúng tôi sẽ lập tức giải phẫu cho ông. Đo áp huyết cho ông đi. Dạ. Xin hỏi đi đâu đó? Tôi là bác sĩ Châu. À, mời vô. Tôi là Lôi Thái đây. Anh tới đây để quyến máu, cho vô đi. Dạ. Thank you.
Sir, thứ giải phẫu này lần trước là mày giúp tao lần rồi, đợi để còn nhớ chứ? Dạ còn nhớ chứ. Này Sir, tao không thể nào chăm sóc mày cả đời đâu. Đứng đây, quên đi, quên. Báo cáo tổng bộ, khu số 7 bị nổ, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Còn cô đâu? Người ta đang chờ mấy anh ở phòng giải phẫu. Người xuống đây. Hai anh xuống trước đi. Tôi đi trên. 1, 2, 3. Này bây giờ sao? Hãy đẩy đi. Đầu ăn cái đầu của mày, tao tới quyên máu nè. Trễ rồi hả? Thiệt là quyên máu hả? Sao không chịu nói sớm? Người chết là bác sĩ đó. Hai người chờ bơm máu bên trên nè. À, đặt cái bơm đi, tôi lấy bao nhiêu lấy, không thành vấn đề đâu hả? Tôi sụn chắc rẻ, không lấy bao nhiêu lấy, một mình tôi cứu hai người. Cảm ơn anh. À, đừng cảm ơn, đưa tiền được rồi. Hả? Đi bơm máu đi. Hả? Anh bơm cổ thật nha. Anh thì là may mắn đó, lần đầu tiên tôi cho người ta bơm máu đó. Anh cũng may mắn, tôi cũng lần đầu tiên bơm lấy máu đây. Hả? Thôi, đừng có hù người ta nữa. Mày qua bên kia giải phẫu cho con gái đi. Tôi hả? Nè, chỉ có mày mới thấy cách giải phẫu loại này. Bác sĩ đều xanh ra chết rồi, cấp bách như vậy đi đâu tìm bác sĩ? Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao làm thế nào thì mày làm như vậy. Anh làm theo người ta, lại bơm máu tôi hả? Ôi trời. Tôi đã nói là lần sau Hy vọng gặp anh không phải là cái xác mà. Ý nguyện của tôi đã đạt được rồi. Nhưng mà anh lập tức sẽ biến thành một cái xác chết.
Bác có đối được không đó hả? Bác đi, bác đi, bác ngay đây nè. Tam tên mày không có đạn nó có thể bắn được đâu hả? Bác đi, bỏ xuống luôn đi. Cuối cùng mày chịu bỏ xuống xuống đánh lộn với tao rồi hả? Không nói em mày không biết đâu, thân đụng của tao là Lý Tiểu Lầu. Cú đá của mày khá lắm. Đừng có bước tới nha, đừng có bước tới nha, đừng có bước tới nha. Người ta chịu không nổi thì đừng đánh người ta nữa mà. Người ta khen mày mà khen mày đá giỏi đó, mày đừng đánh người ta nữa. Người Việt chạy bên ngoài mày không đánh, ở dưới người ta chạy tới chạy lui mày không đánh, mày sao đánh tao? Cứ thế mày. Chết mày, chết mày. Mặc dịch, chết mày, chết mày, chết mày. Giết mày, chết mày, đừng có tới nha. Đừng giết mày. Nè, đừng có tới nha. Mày có ăn giáp, tao có hồi giáp nè. Đừng có tới nha, đừng có tới nha. Lớn vậy làm gì chứ? Anh dân tộc hả? Anh Bi à, làm ơn kéo cái này lên giùm tôi, tôi đau quá. Ra chuyện nha, dở lên. Ây à, tôi mệt quá rồi, anh cho tôi nghỉ một lát đi, đè chú này hả, chờ chú này hả. Mau đi, mau đi, người ta ngó thấy khó coi lắm. Tôi là thám trưởng mà. Để cho đại được không ạ? Bây giờ xin đặc biệt báo cáo, ông Nakalama bị hình thích ở sân bay hôm nay nhờ có sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị có quan hệ. Sau khi cố gắng cứu cấp, cuộc giải phẫu đã hoàn toàn rất thuận lợi. Người phụ trách của bệnh viện cho biết ông Nakalama và một cô gái từ Hồng Kông tới đây. Vết thương của hai người này trong vòng 4 tháng sẽ được khôi phục lại. Thật là không ngờ tới tầng nhà ba trời hết mấy tháng rồi hả? Tụi mình về em con sẽ kết hôn rồi đi bà đi hưởng tụng thân mật được không? Kể đó đi em bông tre casino, chơi gặp bạn phát đặt rồi ha. Em không có đi Monte Carlo đâu. Em đi lát đó giá trời hả? Nghe nói hình như là bên Mỹ mà. Đừng sửa lên cái đường vậy hả? Cứu tôi với! Anh làm cái gì vậy? Sao đối đãi phụ nữ vậy chứ? Anh chết anh đi nè. Em chết đi. Như là đứa trẻ chơi sân em đã xả hết tiền banh rồi. Nó quỳ xuống đi. Quỳ. Cô bé lành mạnh rồi hả? Lành lại rồi. Hy vọng hai đứa mình sau này được hạnh phúc vui vẻ. Dạ cảm ơn ông. Rất may là tụi mình tới kịp. Đấy rồi. Hình như được có người có giận tốt à. Rất may là cô xem TV thấy tôi đang làm thủ thuật. Phải rồi, cái đời của tôi chưa từng xúc động như vậy đó. Uống đi. Được. Thưa ông Đặc à, tại sao tới giờ mời ông lên máy bay? Chúc ông thường là bình an. Phải rồi, xin hỏi quê quán ở đâu vậy? Tôi là người Triều Châu. Namo Ajida.